Alo, thân chào quý vị và các bạn. Chào tất cả mọi người. Xin chào cả nhà. Rất là vui khi gặp lại quý vị và các bạn cũng như cả nhà trong một cái video clip tiếp theo của mình. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ với quý vị một cái vấn đề, đó là trên bàn mình có một đống cục sạc, nó gần như là nó giống nhau. Để đóng cục sạc như vậy là cái câu hỏi đặt ra là sạc này đâu mình có lụm à? Không phải nha, sạc này mình phải mua chứ không phải lụm đâu. Mua ở đâu? Có phải là mua ve chai không? Mua chi nhiều dữ vậy? Mua về đặng ăn cơm hay gì nhiều dữ vậy? Không phải nha, chưa phải đâu à. Mình mua về mình xài thôi, tại vì nó quá rẻ phải mua xài thôi. Và mua ở đâu? Đó là Thế Giới Di Động. Cái cục sạc này mình mua trên Thế Giới Di Động ha. Và mỗi cái viên sạc dự phòng như vậy nó có giá đó là 60.000 đồng. Đấy, bằng 2 tô phở. Dung lượng của nó là 7.000 nè, 7.500 mAh. Đây quý vị, 7.500 mAh. Cục này cũng vậy, 7.500 mAh, 27W. Tương tự như vậy thì mấy cục này giống hệt nhau à. Và tại làm sao mà mình lại mua được mấy cái cục sạc như này với giá như vậy ha? Thì nó có cái cách mua ha. Và mình mua đã thực tế luôn. Riêng cái cục này là mình mua mới, cục này là mua mới quý vị, chứ không phải là mua 60.000 đâu. Cục này mua 300.000 á, 295.000 chứ dành cho cái cục này á. Tại sao mình lại mua như vậy? Đây, hôm nay mình xin chia sẻ quý vị cách làm nè. Đầu tiên mình mở điện thoại lên ha. Đây, mình mở điện thoại lên. Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái phần mềm đó là Thế Giới Di Động trên điện thoại. Thế Giới Di Động mà bây giờ nó bị lỗi rồi. Đấy, rồi mình vô Thế Giới Di Động nè. Đấy, rồi sau khi vô Thế Giới Di Động thì ở trên cái góc trên này nó có cái là cái dấu ba gạch nè. Mình sẽ nháy vào cái dấu ba gạch chữ menu á, vô đây. Đó, quý vị thấy chữ máy cũ giá rẻ chưa? Đây, cái chỗ máy cũ giá rẻ nè. Đấy, rồi chọt vô nó, chọt ngay nó, đợi. Rồi nó nhào vô, thấy chưa quý vị? Cái nhà thấy chưa? Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo sang này, sang cái phụ kiện giá rẻ. Đó, sang phụ kiện giá rẻ. Ở đây nó có chữ pin sạc. Chọt vô. Chọt vô cái chữ pin sạc. Rồi chúng ta sẽ chọn cái địa điểm. Mình thì quê An Giang, ở thành phố Châu Đốc. Đấy, thì mình chọn An Giang, Châu Đốc. Rồi mình sẽ sắp xếp theo thứ tự nè. Đây là sắp xếp giá tăng dần. Rồi lúc này nó sẽ hiện ra, quý vị thấy không? Đấy, sạc dự phòng 7.500 mAh. Đó, 60.000 một cục. Đây 60.000. Ở đây thì nó còn là 8 sản phẩm. Bên đây nó còn là 3 sản phẩm. Rồi quý vị nó muốn nó biết nó bán ở chỗ nào thì quý vị chỉ cần là cả nhà chỉ cần chọt vô ngay cái cục sạc đó. Đó. Rồi mình sẽ chọn lại cái địa điểm, kéo xuống nè. Mình sẽ chọn lại cái địa điểm, chẳng hạn như mình ở An Giang nè. Chọn loại An Giang nè, chọn quận huyện nè, thành phố Châu Đốc. Đó, rồi nó sẽ hiện ra cái nơi nè. Tổ 1, khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, An Giang. Có 7 sản phẩm. Thì mình lại đúng cái cửa hàng này mình mua là chắc chắn 100% nó sẽ có bán ha quý vị. Rồi, nó sẽ có bán. Đó là cái cách mua. Mua khi mà lại mua đó thì mình cũng xin chia sẻ luôn. Khi mình lại mình mua á, xin lỗi quên nữa, còn trong này còn nhiều lắm, nhiều cái giá lắm. Mình vô lại đây, mình gấp quá, mấy cũ giá rẻ. Rồi kéo qua phụ kiện cũ, sạc dự phòng, sắp xếp giá tăng dần. Ở đây nè, 60 nè, 80.000 cho một cục 10.000 mAh nữa nè. Rồi 90.000 cho một cục 10.000 mAh nè. Vậy thấy không, rất là nhiều luôn. 105 cho 7.500. Nói chung thì quý vị vô vào đây mà quý vị đó là cả nhà vào đây đó là cả nhà là hãy trải nghiệm ha, và tìm cái sản phẩm mà phù hợp cho mình. Rồi như vậy dung lượng của những cái viên pin này như thế nào mà nó lại đó là rẻ như vậy, có phải là nó tệ hay không, hay là nó xài không được không? Không phải đâu nha, mình đã xài rồi, mình xài hơn một tuần lễ rồi mình mới chia sẻ với là cả nhà xem đó. Nếu như mà xài không được thì mình không bao giờ chia sẻ đâu. Đồ trong thế giới di động bán á, đa số là đồ là nó cũng là chất lượng, nó có thương hiệu mà, chứ đâu phải là đồ mà bán ở chợ là ve chai, chợ đồ cũ đâu. Vì vậy mà mình cứ yên tâm. Rồi mình khi mình mua sạc bất cứ cái sạc nào cũng vậy, chứ không phải là một cái cục sạc á, cho dù nó mới hay nó cũ gì cũng vậy. Quý vị nhìn thấy nè, mình cho mấy quý vị coi lại nè, An Giang là Châu Đốc nè. Đấy, thông số kỹ thuật của nó nè, quý vị thấy nè, hiệu suất sạc chỉ được có 64% thôi, dung lượng pin 7.500 mAh. Đây là dành cho cục sạc mà giá 60.000 đồng nha. Như vậy mình sẽ vô cục sạc mới coi như thế nào. Chẳng hạn như cục sạc mới đi, vô phụ kiện, vô phụ kiện nè, vô là pin sạc, vô cái loại mới đi. Đây, pin sạc dự phòng. Cục sạc này có giá hiện giờ là 350.000 nè. Đấy, mình sẽ coi cái đây, thông số kỹ thuật của nó, hiệu suất sạc nó cũng chỉ có 65% thôi, chứ không bao giờ được 100% đâu. Bất cứ cục sạc dự phòng nào cũng vậy, cái đó là hiệu suất làm việc của nó chỉ từ 65 cho tới đó là 70% dành cho những cái cục sạc mà tốt thôi. Chính vì vậy mà cục sạc mà 60 đó là 7.500 mAh như mình mua đây, 7.500 mAh nha, thì cái hiệu suất sạc của nó thì tối đa nó có thể được đó là 5.000 thôi ha. 5.000 là ok rồi. Giờ mình đã test thử rồi, mình test bằng cái gì thì mình ở đây gì thấy nè, đây mình có cái đây nè, cái là UBIDO nè, đo ấy nè, mình đã test rồi. Đối với cục sạc này là test nó được 3.800 à, nhưng mà cục sạc này á là nó được 5.100 nè, sạc trắng là 5.100 là thấy vậy chứ nó tốt. Nếu như quý vị có mua thì mình khuyến khích quý vị mua cục sạc trắng này nè, nó tốt, 5.100. Còn anh bạn này có 4.900 nè, 4.900 nha, mình đã đo rồi, mình đã cho nó chạy rồi. 4.900 là cái dòng điện ra đó, nghĩa là công suất mà nó xả ra đó, là mình sạc được 4.900. Như vậy trên chiếc iPhone này thì mình sạc được 2 lần khi mà mình pin mình chưa cạn nha, còn khoảng mà 30-40% thì mình sạc được 2 lần, và mình đã có sạc rồi để mình biết. Như vậy với giá đó là 60.000 đồng một cục, bỏ cái thằng này ra, cái thằng này thì nó tới 300.000 rồi, thằng khứa đó. Như vậy là đây, 5 cái viên pin này mình mua với giá đó là 300.000. Quý vị thấy rồi, 300.000 đồng thì nó rẻ, nó rất là rẻ, rẻ như một cục sạc ở chợ ve chai luôn, mà lại được bảo hành 1 tháng. Trong 1 tháng đó mình xài mà nó có hỏng hư gì đó thì đem lại người ta sẽ đổi mới cho mình. Như vậy là quá hời luôn. Mấy bạn nghĩ sao về những cái sản phẩm này? Nếu như mà quý vị mà có đó là thắc mắc thì hãy đó là, hoặc là có những cái mà thích sạc dự phòng thì hãy đó là nghiên cứu thử, và hãy đến cửa hàng Thế Giới Di Động của mình, không quảng cáo nha, không quảng cáo ai hết, nhưng mà nó lại rẻ như vậy đó. Thì rất mong là clip này đem lại cho quý vị nhiều cái sự bổ ích nha. Ngoài ra nó còn có những cái sản phẩm giảm giá khác quý vị có thể xem rất là nhiều luôn ha. Thân chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo.